Ôi, xin chào anh em đam mê, lại là mình đây mọi người. Hôm nay thứ hai đầu tuần thì chúc anh em có một tuần mới thật là vui nha. Thì hôm nay em lại tiếp tục làm clip bán phôi mai, mời anh em vào sưu tầm ủng hộ. Em có một số phôi, 9 cây phôi mai mới về. Toàn là hàng đẹp không thôi, anh em coi vào ưng cái nào thì gọi điện trực tiếp cho mình chốt nha anh em. Thì mọi người cũng biết em thì đặng xem cảnh chuyên bán phôi mai vàng Bình Thuận. Em lên vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Mọi người sắp xếp thời gian đón xem ủng hộ kênh của mình. Em thì bán cây em có để số điện thoại bên trên, mã số cây, ngày tháng, giá tiền niêm yết luôn. Anh em yêu thích cây nào cứ nhìn lên màn hình, nó có số điện thoại bên tay trái màn hình chỗ đây nè anh em. Đấy, thấy số điện thoại em không? Anh em là mà không thấy số điện thoại thì gọi em xin số nha. Cây này mới về luôn mà em chưa cắt dọn vậy luôn mọi người. Chi mịn, cây này thì bay xuyên da. Cây này không biết cắt sao luôn trời. Tại chỗ này nó rầm và rào á, mà nó được cái chi mịn nha anh em. Lát nữa mình dọn sơ sơ rồi mình bôi keo thôi, về cho anh em tự cắt. Chỗ này đang lên nu nè, đang lên nu lên xù. Bộ đế thì bao quẩn cho anh em. Thì dàn cây hôm nay là có cái cây này cực kỳ đẹp luôn mọi người ha. Lũa thép nhưng mà chân rồi rất là đẹp, mà được cái bầu hơi rộng tí nha anh em nha. Cây này mà được cái bầu nhỏ thế thì bao phê. Rồi mọi người, em xin vào việc nha anh em nha. Anh em xem kênh mình cảm thấy thích thì nhớ like đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn anh em. Chúc anh em xem clip vui vẻ, chúc anh em có một buổi tối thứ hai thật là vui luôn. Rồi, cây đầu tiên của clip này, cây này rất là lực mọi người nha. Cây này thì bộ đế cực kỳ đẹp anh em thấy không? Bộ đế nè. Bộ đế nè anh em, coi tay của em nè. Đấy, tay của em mà vô mới có một cái dễ thôi nha. Bộ đế nó bài hết, đều hết luôn. Đúng một cây mai trực nha anh em. Đấy, đế bốn mặt, đế tứ diện. Cây này thì trong đây nó có một miếng lũa bọng đã lành, da tóm quanh hết rồi. Bọng xuống đây nha mọi người nha. Cây vàng chi mịn, trên thân thì có một hai miếng thẹo lũa thơ sơ thôi. Đấy, giót ngọn, a chu. Hôm nay thì A Chu sẽ cho anh em xem thăm số từng cây nha anh em. Hello anh em cái A Chu. Hello anh em, lại là mình đây. Rồi vào việc cái A Chu ơi. Đẹp quá anh em ơi. Đấy nè. Cây rất là đẹp tuyệt vời luôn. Bằng 54. Đục cái bằng đế không to á, mà đều bằng đế liền hết luôn anh em ạ. Cao 1m05. Tổng ngang nhìn chi? Tổng ngang nhìn chi là 75. Nói to lên. Bầu dài 60. Rồi mọi người, cây đầu clip mở bát đầu tiên này thì em xin giao lưu với anh em 4.400k bao ship toàn quốc. Anh em sưu tầm ủng hộ. Cây rất là đẹp, rất là, nói chung là rất là VIP nha anh em nha. Cây mà mai rừng mà kiếm bộ đế này cũng khá hiếm. Đấy, được chưa anh em? Đẹp á, chốt. Mời anh em sưu tầm. Giết. Mã số 1 hôm nay. Chốt. Bến thờ nè. Rồi mọi người ơi, tiếp tục một phôi thứ hai nha. Thì hôm nay nhóm của mình mắc đi người thì đi bán bánh canh, người thì đi bán bánh xèo, người thì đi bán bánh khọt, người thì mắc đi chợ, người thì đi kiếm vợ. Cho nên là còn có hai người thôi nha mọi người. Đấy. Người thì ngày hôm qua nhậu quá nay vậy, vậy không nổi. Đấy thì xin giới thiệu đến mọi người một phôi mã số 2 nha mọi người nha. Cây rễ đế rất là ok, cây đế đều trên mặt chậu hết luôn nha mọi người. Cây vàng chi mịn. Đấy, cây thì nó có một cái miếng thèo lũa chỗ đây chứa nước lại sơ sơ thôi nha. À. Cây này thì nhựa đã lên nha mọi người nha. Đấy, nhựa lên rồi. Đấy, vàng chi mịn, cây chực hơi xiên xiên, đế vững. Ngon. Đấy, chân nè, đẹp á. Chân rất là lực. Rồi anh em xem thông số con hàng này. Quá VIP nha anh em nha. Kiếm mấy cây như vậy cũng khó lắm anh em à. Đi phải mất 5 ngày trời kiếm được con hàng này. Quỳnh 38. Bây giờ là 78. Bầu dài là 44. Thì mọi người, cây mã số 2 này thì em xin
giao lưu anh em 1500k bao ship toàn quốc, anh em sưu tầm cao là đây liền 59 khối hết luôn nha mọi người nha. Đấy, quá đẹp tuyệt vời. Chốt đơn anh em ơi, chốt đơn mã số 2 1500k bao ship, chốt mã số 3 một con hàng nữa nha mọi người, một phôi mã số 3. Cây này thì rễ đế tầm được thôi mọi người ạ. Đấy, rễ đế nè. Đấy, đấy, cây thì nó có một miếng lũa thép chỗ đây nha mọi người, xíu thôi, sơ sơ ngoài da thôi nha mọi người nha. Cây vàng chi là mịn lùng lực được đấy anh em à. Trên chốt đơn anh em, mời anh em xem thông số cây mã số 3 nha. Đế đẹp không? Đều mắt hơi cao. Mình 36 cao 46 bộ giá 41. Mọi người mã số 3 xin giao lưu với anh em 1000k bao ship toàn quốc, anh em sưu tầm ủng hộ. Đẹp ạ. Bỏ xuống luôn. Đấy, mình tự lên luôn. Rồi đây anh em, một phôi nữa, một phôi mã số 5 nha anh em, à số 4 nha anh em. Cây rễ đế rất là đẹp luôn mọi người. Đấy, rễ đế bài hết trên mặt chậu luôn, đều hết luôn. Cây có miếng lũa thép đây, đây, đây. Thấy mọi người, đu cây này bộ chi đẹp ghê ha. Chi mịn, cây này đúng cây lùng lực luôn mọi người. Cây này mà không chắc chắc cây nào nữa anh em. Đẹp ạ, nhất. Ừ, mời anh em xem thông số cái này, chơi 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 chơi. Ủa, vừa vừa thôi. Dư, bắt cái vừa mà. Đẹp vặn. Ủa, cây lùng mà đế đẹp ghê ha. Vành 43. Ủa, vành 43 luôn hả? Cao 30. Cây này làm ra cây mini. Bầu dài 42. Mini chung rất là đẹp nha anh em. Đẹp á, chốt. Lùng lực. Cao nhiêu? Rồi mọi người, cây mã số 4 này thì em xin giao lưu với anh em 1200k bao ship. Chốt đâu. Ngày xưa mã số 5. Tiếp tục một con mã số 5 à. Cây này thì rễ đế hơi yếu mà chi nó cũng được. Nhưng mà cây này nó có cốt chủ lắc. Đấy, nó cốt chủ lắc đây. Hai cái chi này nó hơi dở một tí, nếu mà nó hay hay là đừng mọc hai chi đó là đẹp. Cây có miếng thẹo đây, cây tiếng thẹo đây nha. Cây này rễ đế thì tạm được, được cái có dây cám nha nè. Rồi mã số 5, mời em xem thông số. Cây này cũng lạ đấy mọi người, cây này làm da nhanh tròn cây, tại vì bộ chi nó tròn sẵn rồi nè ha. Quanh 29 đều nó hay nghịch lấy đời tí thôi. Cao 41 bầu. Bầu dài 37. Rồi cây mã số 5 xin giao lưu với anh em 900k bao ship. Chốt đơn anh em ơi. Cây sạch sẽ không tì vết á. Dứt cây. Chốt. Nói gì tao. Cây của chúng mình đây. Rồi mọi người nè, tiếp tục một phôi mã số 6. Con hàng này gọi là con hàng nghệ thuật nha anh em nha. Đấy, cây khá nghệ thuật luôn nha mọi người. Nhưng mà cây này nó bị một cái khuyết điểm là bầu nó hơi bị to quá nè. Thì nó bầu nó hơi bị to á, tại vì không thể ép được. Cây chân dễ nó ra như thế này hết luôn, cho nên là không ép được. Bây giờ là anh em chỉ có về làm cây bầu mỏng là chơi nó mới đẹp thôi. Họ về làm cây này mà em cho em cắt cái bầu tới đây nè, còn nửa bầu thôi. Hãy vô cái dĩ mỏng là chơi bao phê nha anh em. Cây này thì bộ rễ rất là nhiều. Đấy, bộ rễ nè, dễ đầy trên đây luôn. Bao rễ cám cho anh em luôn nha. Cây này nó có miếng lũa thép cho đây. Đấy, da tóm lành lại nè. Thấy mọi người, trên chi thì đều sạch. Ba chi rất là nghệ thuật nha mọi người nha. Rồi, mời anh em xem thông số con mã số 6 nè. Đó, chỗ đây nó có một cái thẹo vọng xuyên qua đây nha mọi người. Rất là tuyệt vời. Mời anh em xem thông số.
Bình 31. Cao 45. Bầu dài 52. Chân dọng qua đây nhiêu? Từ cái đầu gối này qua đầu gối này. Từ chỗ đây qua chỗ này 40. Rồi mọi người, cây mã số 6 này thì em xin giao lưu với anh em 2200k bao ship, anh em sưu tầm ủng hộ nha. Chốt đơn anh em ơi. Cây đẹp á. Tiếp tục một phôi nữa mọi người. Phôi mã số 7 nha anh em nha. Cây này thì rễ đế tạm được thôi. Rễ đế tạm được. Đu mặt này đế đẹp à. Trời ơi. Liền bể hết luôn nha mọi người. Cây đặc sệt. Cây chi liền lạc. Bay xiên xiên ra. Anh em xem thông số cái này. Đẹp á. Mã số 7 nha anh em. Cây chơi cây nào nữa. Đẹp gớm không? Quỳnh 36. Cho cái tờ tờ. Bay ra là 51. Cao là 45. Bầu dài 37. Rồi mọi người ơi, cây mã số 7 này thì em xin giao lưu với anh em 1000k bao ship toàn quốc, anh em sưu tầm ủng hộ nha. Chốt đơn nha anh em. Quá VIP dứt. Hết có mì tôm. Tiếp tục anh em ơi, em xin giao lưu với anh em một con hàng cực kỳ đẹp nữa nha mọi người. Rễ đế ok. Đấy, rễ đế rất là ok nha mọi người nha. Đấy, đế nổi hết trên mặt luôn nha. Cây rất là đẹp, cây này trực thơ lắc nhẹ. Đấy, cây này đang chuẩn bị lên nhụy nha mọi người. Sạch liền lạc, sạch. Mời anh em xem thông số. Mã số 8. Xin lỗi anh em nha. Vợ nhắc. Vành 35. Cao 55. Bầu dài 42. Rồi mọi người, cây mã số 8 này thì em xin giao lưu với anh em 900k bao ship, anh em sưu tầm ủng hộ. Chốt đơn anh em. Chốt. Rồi mã số 9 nha anh em nha. Cây rất là lạ nha mọi người. Rồi, một phôi nữa, mã số 9, cây bay. Cây chưa cắt chi luôn á. Bay nhưng mà chưa đẹp lắm nha anh em nha. Vì nó nằm bay chứ không phải là nó có co bay. Nè, rễ đế nè. Rất là vững cây. Đấy, bao vững cây nha anh em nha. Bay ra nè. Trời ơi, cái cục ướt. Cây này nó có một hai miếng đầu thẹo trên đây. Dàn chi này mình để vậy luôn, không chưa dọn chứ gì luôn nha. Anh em về tự dọn nha, ai dánh đâu. Thôi. Mời anh em xem thông số mã số 9 luôn. Đây cuối clip anh em à. One. Cây lạ đấy anh em. Mình 40. Bây giờ là 1m2. Mét 12. Cao 86. Bầu dài 50. Rồi mọi người, cây cuối cùng, cây mã số 9 này thì em xin giao lưu với anh em 1700k bao ship, anh em sưu tầm ủng hộ. Cảm ơn anh em theo dõi clip. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại anh em nha. Tạm biệt anh em.